Ơi, con làm gì đấy? Hả? Con muốn gì? Chứ bảo, bố bận như thế mà. Hả? Bố đang làm việc bận như thế mà. Con đối với con trai con làm gì đấy? Hả? Đấy, chứ bảo. Hả? Thế con muốn gì, muốn gì? Hả? Tưởng gì hóa ra là muốn bố bé à? Ây da, bố đang bận thế mà lên bảo bố bé hả? Ừ. Thôi được rồi, rồi xuống đi, xuống cho bố đi làm đi ha. Bố đang làm việc mà con hả? Đấy, lấy cái gì hả? Muốn gì hả? Hả? Đòi bố lấy gì hả? Ây da ơi, thịt gà hả? Ây da, thông minh thế, muốn ăn thịt gà lên bắt bố bé trước hả? Trần Duyên đã ăn hết rồi à? Hả? Huy Huy, Huy Huy không biết cắn ăn đúng không? Mẹ trộn vào thức ăn cho con.